Hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu của Sinh nha. Mọi người ơi, hôm nay thì trời giông gió quá. Thì bây giờ để mình xem thử coi trên cầu cảng nó có tôm mũ ni hay là một cái gì đó để mình ăn không cả nhà. Thì nếu mà có thì mình sẽ mua nhiều một chút để mà mình thưởng thức cái loại tôm này nó ngon như thế nào nha. Tại vì lúc trước là mình tính mua, nhưng bây giờ mình sẽ mua ngay cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, bây giờ là mình vừa mới đi mua tôm mũ ni về, thì nói chung rất là nhiều nha cả nhà. Cái này là cái gì á, cả nhà nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Mình cũng biết cái này là gì, của nhỏ cháu nó để lại kêu mình giữ, cái mình bấm sao cái nó ra vậy luôn. Mát quá cả nhà ơi. Không biết nó là cái gì nữa. Thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sơ chế cái loại tôm mũ ni này để mà bắt đầu mình đưa lên nồi ha, rồi cái mình hấp hoặc là mình luộc gì đi đó, luộc sơ sơ thôi rồi bỏ nước ít thôi, rồi đầu cái mình thưởng thức coi cái mùi vị của loại này sao. Ở đây rất là tươi nha, hải sản đây là hải sản tươi có nha cả nhà. Đi thôi. Mình chưa có chuẩn bị tôm, nói chung là mình đang để thử cái nồi này có cái gì không đó. Mình để thử coi cái nồi này nó như thế nào thôi cả nhà. Chưa có chuẩn bị một cái gì hết á, tại vì tôm nó nói chung là mình đang ngâm cho nó sạch sẽ, mình chà rửa cho nó sạch sẽ rồi mình bỏ ở đây ha. Thử có cậu cái đó lâu rồi mà cậu sắp đâu có hết hạn đâu. Mình sẽ dùng hai cái loại này để mình ăn ngay cả nhà. Đây là mình sẽ là một chấm riêng, còn đây sẽ là một cái nước chấm riêng nữa. Hôm nay nói chung là mùi của vịt á, mình sẽ ăn cái loại này để mà cho nó thông não nè, nói chung là the the đó. Vậy bắt đầu chúng ta vô công việc ha. Cậu làm nước muối thôi cậu. Các bạn ơi, bây giờ cả nhà ơi, mình đã mới làm xong hai cái nước chấm này nè. Đó. Mình vừa mới làm xong luôn. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi sơ chế và rửa lại mấy cái con tôm mũ ni nha, để mà mình bắt đầu thưởng thức cái món này nó ngon như thế nào cả nhà. Trời ơi.
Trời này mà đang lạnh lạnh á, mà mệt mệt á, ăn cái này tới luôn. Này là mù tạt. Mù tạt á. Là mình sẽ chuẩn bị làm nha cả nhà. Tại vì mình phải rửa cái con tôm hũ ni này ra, rồi bắt đầu cái mình sẽ đem lên nồi mình luộc hoặc là mình hấp gì đó nha. Mình sẽ bỏ một nước ít thôi để cho nó lên. Đó. Mình tính mua bia để mình hấp. Mà mình thấy thôi, mình nghĩ tôm này là mình nên luộc đây ha, luộc mình luộc đi, rồi mình bỏ vô một chút nước. Bây giờ mình rửa nha. Chưa gì hết. Lọ này bự lắm cả nhà, thấy không? Cái con này bự không? Hãy dùng dài còn hai con. Thôi mình sẽ để cho ba mẹ mình cỡ hai con này. Còn như thì mình với mấy đứa cháu đang ha. Cả nhà thấy trứng không? Đây là tôm mình nó bị ngọt đó cả nhà. Bị ngọt đó nha. Cũng như người ta nuôi thủy sản á, ta để trong nhà mẹ cái qua đêm cái đầu cái tắm thì cái hư lắm. Nước mưa đầy đủ nha. Thấy chưa? Mình sẽ rửa cho sạch sẽ ha. Mình rửa sơ qua thôi, tại vì ta cũng đã chà rửa cho mình trước rồi. Đây là 2,5 kg, 250 rồi cả nhà. Nó chỉ có 90.000 ký thôi cả nhà ơi. Bây giờ mình rửa ra, mình sẽ rửa cái nồi này rồi mình đem đi hấp. Cả nhà ơi, bây giờ hấp bia hay là mình nên đổ chút nước mình luộc ha cả nhà. Vậy chắc mình nghĩ mình phải đi mua bia để mình đổ vô đây quá. Nên vậy đúng không? Mình sẽ hấp nha cả nhà. Đó, mình sẽ hấp nó lên. Mình phải gán làm sao mà cho than nó đỏ thật là mạnh lên. Rất là ngon cả nhà ơi. Nói chung là mình cũng đã từng ăn qua rồi nhưng mà mình chưa có từng làm như thế này.
con các bạn ơi, ngon quá trời luôn. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu mở cái nồi này ra nha, để mà mình thưởng thức nha. Trời ơi, ăn giống thịt gà mọi người, quá đã luôn các bạn. Mở cái này con ơi. Ôi ôi. Rồi, gấp cho con nha. Gấp từng con. Để con xiết cho nó đi. Xong rồi mọi người. Nói chung là tôm này á, là nó sai nó cỡ này là cũng có bự nữa đó, rất là ngon nha cả nhà, nó giống thịt gà đó các bạn ơi. Đây là tôm mũ ni. Ngon lắm mọi người ơi. Quá trời thơm các bạn ơi. Loại này ăn giống thịt gà vậy đó các bạn. Rồi lấy cho con Pin không? Lấy cho con hai con đây nha. Con này chín dữ lắm nè con. Quá tết thịt luôn. Còn ở dưới làm sao hết đây cả nhà. Các bạn nào chưa ăn á, nhớ bình luận bên dưới cho mình nha. Tôm này thì mình cũng ăn rồi nhưng mà chưa bao giờ ăn cái số lượng nhiều vậy. Đó. Mình chỉ ăn số lượng ít thôi. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các cháu của mình sẽ thưởng thức một cái buổi ăn ngon vậy bạn. Rồi đây là bia các bạn ơi. Mà trong cái này là do nước á, nước của trong tôm ra nha. À, mình mời cả nhà nha, bắt đầu thưởng thức với mình nè. Đó, cả nhà thấy không? Trời ơi trời, con này chà bá lửa luôn cả nhà ơi. Con này chà bá lửa luôn nè các bạn. Mình hấp là để cho nó cho ngon cả nhà, rất là ngon nha. Nó thơm lắm cả nhà ơi. Nó thơm thơm á, cái mùi tôm á. Cũng có hơi thơm thơm, tại có một số con nó hơi bị hôi hôi á. Bây giờ mình ăn nha. Giờ mình ăn cả nhà ơi. Rồi. Trời ơi, chị thịt gà cả nhà ơi. Mà các bạn cùng thưởng thức với mình cái món tôm này nha. Dạ, đây là viên, không hơi tao chấm luôn. Quá là mọi người ơi, vô. Ăn đây. Gì vậy? Để đầu ra đi. Đầu bự đâu rồi. Ê, đưa cái dĩa này em đi, được không? Dạ. Không còn ngán rồi nữa. Không chưa hơn. Ở đây rất là rẻ nha các bạn, đây là 1 ký nó chỉ có là 90 ngàn thôi ha. Còn cái chỗ khác thì không biết. Nói chỗ mình nó rất rẻ. Của gạch luôn cả nhà. Bây giờ mình ăn cái mình trước đi, rồi cái đầu mình ăn sau ha. Đó, thấy thích đó không? Bạn nào mà có bị dị ứng gì đó thì đừng có ăn cái này nha. Phải có kéo mới cắt được nha cả nhà. Ăn rồi có kéo, đây, mình lấy ra dần dài theo thôi. Trời ơi. Ui. Giỡn quá cả nhà ơi. Giờ mình chấm mù tạt trước đi nha. Đó. Giờ ăn mình cứ đi ăn đầu sao? Thằng kia để riêng ra phải không? Bên chưa, bên chưa. Rồi, không lấy đi rồi. Nó chạy rồi. Hát quá mọi người. Cái vườn đấy trong phòng cậu đó. Trời ơi trời, giống như thịt gà cả nhà, ai ngon quá. Trời ơi, nó hắc luôn á. Trời ơi. Nó giống như là cái miếng thịt gà cả nhà. Nè, nhà thấy không? Ăn vô cái đầu á, cái nó sực sực, dai lắm nha. Hôm nay thì mình hấp bia thôi. Lần sau thì mình sẽ cắt ra làm hai để mà mình nướng lên. Cái loại tôm này á là mình làm rất là nhiều nha, nhiều món. Nếu bạn nào đã từng thưởng thức đó rồi biết. Đi cái đầu đâu anh? Cái đầu đó kìa. Cái đầu. Ừ, ăn này gạch gạch kéo đã luôn. Bữa hông cũng bên nó này đó, cũng bên đang tâm muốn đi. Ba bữa đang tâm tin tức. Ăn đó sướng ăn đó sướng. Bên đó. Cậu mua tôm tích ngâm qua đá. Nhưng mà cái hình nó hơi bự hơn.
mấy cái vỏ vô đây nè. Cái đầu để lại nha, cái đầu để lại. Quá ngon cả nhà. Nó chỉ được cái chỗ là nó bự thôi. Khoan con lần mà thịt là nó nhỏ xíu à. Bữa nào đi mấy cô cháu mình là đi đạp không bữa. Gà tới đâu. Nằm cái bắt cái đàn bữa. Rồi. Mang cái đầu tiếp nha. Nhiều quá. Rồi. Quá trời hấp dẫn mọi người. Thật sự ra mình ăn rất là ngon mọi người. Trời ơi ăn mà ngán luôn cả nhà. Nếu mà các bạn mà có muốn ăn ngon á thì nhớ ra đảo mình nha. Ở đâu có đảo thì ở đó sẽ có những cái loại này, nhưng mà tùy theo chỗ. Quá ngon bạn ơi. Lấy nước chấm chấm coi. Trời ơi trời. Hấp dẫn. Cái mù tạt nó lên đó cả nhà. Lên tới não luôn rồi, cái mù tạt á. Ăn no luôn trời. Em mở vậy mở ra tiêu luôn. Chuyện ăn được không? Không, được có nhưng mà nó không đi ăn thôi. Thở lộn đi. Vừa mới thưởng thức xong cái món tôm mũ ni hấp. Nói chung là hấp nó cũng vừa đủ ăn và ngon cả nhà. Nhưng mà có điều cái đầu của nó cả nhà, nó không có cái gì để ngon chứ. Ít xịt à. Nhưng mà thịt của nó rất là ngon nha, như thịt gà đó cả nhà. Lần sau đi, lần sau mình sẽ mua cái này về, mua loại này về để mà mình chẻ làm hai. Rồi sau đó mình sẽ ướp với bơ ha, rồi hay là hành gì đó, mỡ hành vậy mình ráng lên cho nó ngon. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người sơ qua vậy đó. Ngon, ngon. Em dọn đồ ăn cho nè. Cậu có cái chĩa. Cậu có ba cái mắt kiến. Ừ, cái chĩa có cái mắt kiến. Chĩa nó của con thú đó. Cụ đá, cụ đá. Em đánh rồi. Đá cầm rồi, chứ cụ đánh cái chĩa à. Ủa, có cái mũ đâu cho cậu mượn. Cái
chuyện rồi. Nó như là thịt gà các bạn nha. Cái loại này các bạn mà đem về mà làm rất là nhiều món rất là ngon đó. Thì hôm nay thì buổi sáng mình hên hay sao mọi người, rồi mình đi cái mình thấy người dân ta bán á. Tại vì có một cái anh kia anh nói là do ban đêm á cúp điện cái đầu cái nó bị ngợp và nó chết. Nếu mà nó sống thì thường thường là 150 một ký, còn vô nhà hàng thì ít chút phải là 400-500 đó. Thì mình nghĩ vậy đó. Thôi cả nhà, bây giờ mình xin kết thúc cái đồ tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn đăng ký, subscribe và chia sẻ mạnh cho kênh của Sinh để càng ngày càng phát triển nha. Mình còn rất là nhiều răng nữa, các bạn hãy đón xem nha. Bây giờ xin chào, bye bye.